Xin chào tất cả các em, các em học sinh ơi, bây giờ là thầy sẽ chỉ cho các em sử dụng điện thoại, ví dụ như iPhone này hay tất cả những cái điện thoại Samsung gì đó mà mình sử dụng được, gọi là smartphone á, được chưa? Thì các em sẽ tải cái phần mềm về, sau đó rồi các em cộng trừ nhân chia giải phương trình hệ phương trình rất là nhanh mấy em, nhanh hơn mấy nhiều, thầy mới phát hiện ra. Là thầy sẽ chia sẻ ngay cho các em đây. Đây các em nè. Vào cái ngay chỗ này là cái kho dữ liệu này nè, được chưa? Các em gõ cái chữ này. Đó, Photomat, được chưa? Gõ nó vô. Khi các em gõ xong rồi là các em bấm về là các em cài, được chưa? Thầy đã cài xong rồi để chữ mở, bấm vô đây mở. Vui lắm em. Đó. Bấm vô cái này nè. Rồi giờ nha. Khi các em quay đưa tới đâu là giải tới đó mấy em. Ví dụ như giờ giải cái phương trình bậc hai này. Đó, thấy chưa? Đây nè, là đưa vô đó phương trình tiếp theo. Đó, thấy chưa? Tức là 5x bình trừ 6x trừ 1 này giải ra nghĩa x1 bằng này sai bằng này, thấy chưa mấy em? Đó, giải tiếp phương trình tiếp theo. Đó là trừ 7x bình cộng 4x trừ 3, được chưa? Đó, tức là x thuộc R. Đó, đó phương trình dưới nữa, trừ 18x bình cộng 7x cộng 11 bằng 0. Đó ra nghiệm x1 bằng trừ 11 phần 8 x2 bằng này, sướng lắm em. Đây nè, em vô coi nè, giải rất là cụ thể đúng không, giải từng bước nè. Đó, thấy sướng chưa? Rồi xong lật vẽ bản đồ luôn, chưa đâu em. Đây nè, các em coi giải hệ luôn nha. Đó, đây ví dụ coi giải hệ này này, đó đó giải hệ này nè, đó xy có hai nghiệm nè, thấy chưa? Đó, bấm vô đây các em coi giải này. Dạ sướng lắm em, rồi cái đồ thị của ứng nghiệm này, được chưa? Đó, giờ mình coi giải tiếp theo cái hệ nữa nha. Nè. Đó, hệ đó là xy thuộc rộng, tức là hệ phương trình nó vô nghiệm nha mấy em. Rồi mình coi tiếp cái hệ này nè. Đó, xy thuộc rộng luôn. Như vậy mình coi cái hệ này. Đó, như vậy là x bằng 4, là y bằng trừ 1, thấy chưa? Đó, nhớ mấy em, vô vô trong này là giải, các em vô đây là thấy giải rất là cụ thể ha. Rồi tức là thầy chỉ một cái phần mềm đó. Rồi cái phần mềm thứ hai ở trong này nữa mấy em nè, là chỗ này là đây coi nè, chữ nè, calculator đúng không? Đó các em cài này vô, ở trong cái đó là có luôn mấy em. Ở đây nè, thầy chỉ cho từng bước luôn ha. Đây rồi, vô một cái số này đó, coi trong này có không? Không có, như vậy là mình xóa nó đi. Thì giờ mình nhập nó nè, nhập vô k nè, k đó, rồi q nè, latter nè, ok chưa? Đó, tơ mấy em, được chưa? Rồi là ba em đã cài cái phần mềm này vô, được chưa? Đó cài vô rồi bắt đầu nó sẽ nổ ra như thế này mấy em. Đó nó sẽ nổ ra đây, có cái căn ba này nè, được chưa? Đó có căn ba này, các em bấm vô. Rồi các em coi nè, hai mũ ba, nó nhìn 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 ra là hai mũ bảy rồi mấy em. Xóa ra lại ghi đẹp đẹp xíu nha, hai mũ ba nè, đó nó ra bằng 8 ngày, được chưa? Xóa đi. Rồi nè, 5 nè, mũ 3 nè, đó. Rồi ra 125, xuống không mấy đứa? Đó, ví dụ như là 7 mũ 2 nè. Đó. Cái này là để chia mất rồi, xóa đi em. Đó, ví dụ như 7 nè, mũ 3 nè, đó. Ra chưa? Bọn 3 thấy em nhanh không? Như vậy cái này không phải là sử dụng cái phần mềm này mình giải được tất cả các bài tập, nhưng những cái bài cơ bản mà em mình giải rất là nhanh để nhớ, thậm chí nó nhanh hơn máy tính nữa, đưa vô chiếu nó ra liền luôn, đúng không? Rồi mấy cái mà mũ mũ này nè là mình quạt ở trên này nó còn nhanh hơn rất là nhiều nữa đó, cho nên là thầy chỉ cho các em sử dụng cái này để mình sử dụng nhanh những cái phần cơ bản thôi nhé em, chứ nhớ là nó sẽ không giải được tất cả các loại toán và tất cả các bài toán đâu, được chưa nè? Các em ơi, bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em đó, khi các em học video này
Những cái video của thầy á là các em thấy dễ hiểu thì các em làm sao, đúng không nào? Nếu như các em thấy dễ hiểu các em thì các em vào Facebook, được chưa? Vào Facebook của các em á, được chưa? Đó, cái bài của thầy á, đây, và cái bài đăng của thầy là như thế này ha. Đó, thì ở trong này các em sẽ vào những cái link này nè, là các em xem bài giảng. Được chưa? Đó, ví dụ như đây thì các em vào đây các em xem bài giảng của thầy. Ở trong cái bài giảng này á là nó có là để đăng ký, thì các em bấm vào đây để các em đăng ký. Khi các em đăng ký á, sau này nhiều khi cái thầy đăng lên Facebook mà nó trôi qua, nếu mà trôi qua thì các em không lên, lúc đó thì các em sẽ không xem được. Thì các em đăng ký này thì sẽ gửi về mail của các em, được chưa nào? Thì những cái video mới nhất là các em sẽ xem được, là thứ nhất. À, thứ hai, các em xem mà thấy được thì các em nên chia sẻ trên Facebook của các em, tại vì em xem thấy dễ hiểu thì các em sẽ là chia sẻ cho bạn bè của các em cùng xem, được chưa nào? Mình cho đi thì nó không mất đâu em, mà nếu như mình cho đi thì mình sẽ nhận lại được những cái khác, được chưa nào? Rồi, trên cái Facebook của thầy là cái Facebook này là thầy Nguyễn Văn Cam, là cứ 5.000 nó thuộc lại 4.000 máy, cái 5.000 thuộc 4.000 máy, cho nên cái này giờ không được bao nhiêu nữa, thì các em đừng có đăng ký thêm cái Facebook vào Facebook này ha. Rồi, nhưng mà các em sẽ vào cái Facebook này. Đây, trong này thầy có ba cái Facebook, được chưa? Cái Facebook này mấy em, Facebook hình này nè, đó cũng là cũng gần rồi, đó cũng gần là 5.000 rồi. Đó, cho nên các em đăng ký cũng không được bao nhiêu nữa. Đây nè, đó cũng gần 5.000 rồi, tức là cũng 5.000 thuộc đi thuộc lại đó, được chưa? Thì các em đăng ký cũng không bao nhiêu, tức là em nào mà đăng ký sớm thì nó tức là các bạn sớm vào á thì được, mà các bạn trẻ thì không được, được chưa nào? Nhưng các em sẽ vào các bạn cái Facebook này á thầy nè, Facebook này thầy mới vừa lập, được chưa nào? Đây rồi, cái Facebook này em, thì Facebook này thầy mới lập, cho nên là mới chỉ là 606 bạn thôi, thì các em nên vào đây kết bạn. Nhớ nè mấy em, tại vì bây giờ có nhiều người ta lợi dụng cái mạng xã hội này, ta làm tầm bạ, đưa hình tùm lum tà la lên hết á, cho nên khi các em đăng ký Facebook là các em phải đăng ký rõ trong đó là nam hay nữ nè, rồi học sinh trường nào, phải không? Rồi ở tỉnh nào, để thầy nhìn vô trong đó thầy biết à đó là học sinh, thì ta list cái cho vào. Thầy mới còn nhiều người mà cứ để trống hết trong cái phần giới thiệu này nè, phần giới thiệu này là để trống hết mấy cái này á, là thầy thấy không được, thì thầy sẽ không có chấp nhận, tại vì những người mà tùm lum hết trơn nó mệt lắm em, nhớ chưa nè? Rồi, và các em khi mà các em muốn tải đề cương về em, thì ở đây ở trong này là có cái trang mà học võ toán của thầy á, võ toán của thầy, được chưa? Đó, thì em nhớ nè, nhiều trang học võ toán lắm nha, nhiều trang lắm, nhưng mà cái trang của thầy là trang có cái hình này nè, nó cũng ghi rõ lắm em. Đó, đây nè, vô đang có cái hình mà học sinh đông ơi đông này, rồi nó ở trên cái đằng sau có khách sạn lắm em, khách sạn của trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An lúc trước thầy làm á, được chưa? Đó, vào đây để thầy nè, đó học sinh tới tham quan trường thầy đó, được chưa nè? Em muốn như vậy á, em muốn vô coi cái trang của mình á, là bấm vô đây thì coi cái trang của thầy này, đó, thầy viết thầy đăng bài đây này nha. Mà các em muốn tải đề cương thì là các em vô cái tệp này nè, bấm chữ tệp này, đó, được chưa? Có chữ tệp thì ở đây nè, đó ví dụ để đây nè. Kỹ thuật sử dụng Casio giải nhanh trắc nghiệm hàm số mũ và logarit nè, được chưa nè? Nhiều lắm đây nè, phương pháp giải nhanh tiếp tiến tại một điểm là này, có rất là nhiều bài tập trong này đó, thì đơn giản lắm, các em vô đây các em muốn thì xem trước coi thử nó hiểu nó có hay hay không, rồi xong mình tải về, được chưa nè? Không, mình vô đây mình xem có bài gốc thầy đăng, được chưa nè? Đó, như vậy thì cái đó là cách chỗ mà làm bài tập. Rồi, thì trong này á, là thầy sẽ hứa là thầy sẽ dạy liên tục, bữa nay đêm nào thầy cũng dạy hết, trừ khi thầy có bận việc thôi. Thế là ban ngày thì đi làm, tối về thầy tranh thủ thầy dạy. Mà em, tối hôm qua là thầy dạy là tới gần 1 giờ đó mà em, 2 giờ đêm thầy mới ngủ được. Thế là tại vì thầy thấy bây giờ nó rất là gấp thiết rồi.
Có nhiều em là rành về máy tính mà có nhiều em chưa rành về máy tính để cho nè rồi không giải bài tập được. Nhưng mà các em nên nhớ nè, máy tính chỉ một phần thôi để cho nè, một phần thôi trong đề cương nó 40-50%, chưa tới 50% đâu. Còn lại là các em phải giải tự theo cái cách tự luận này nha. Thì đây các em đi vào đây mấy em, vào trong cái trang, một cái trang nào đó các em chữ gõ thầy Nguyễn Văn Cam này chưa, đó Nguyễn Văn Cam thì đây cái trang nào của thầy mấy này, đã tìm cũng được mà vô trang này nhiều lắm đó, nhớ đăng ký nha, đăng ký để mình nhận được đó. Mình vô đây thì có nhiều bài giảng của thầy, vô trong này tìm này chưa nè, đó xem bài giảng của thầy. Rồi nếu như mấy em, tất nhiên em nào siêng chỉ cần xem trên này là đủ mấy em, xem trên này là đủ. Nhưng em nào mà gia đình khá một tí mà muốn học trực tiếp với thầy, thầy vẫn dạy mấy em, nhưng mà dạy trực tiếp qua mạng internet như thế này thì do là dạy chỉ có một hai em được chưa nè, đó là nó tốn tiền. Thì dạ các em học kiểu này thì học phí nó cao, được chưa, đó nó trực tiếp luôn em. Đây nè mấy em coi này, đó chiếu trực tiếp qua ha, đó chiếu trực tiếp qua, ngồi học giống như trên trường thôi. Bây giờ cái chương trình này hồi trước nó khó khăn, bây giờ sử dụng đủ loại cái nào cũng được hết, mình học trực tiếp như thế này đó. Nhưng mà học như thế này nha, là phải là các em nhà khá là học một mình, còn không là các em muốn học để ôn thi rồi này nọ cho chắc ăn, các em rủ thầy nhóm để cho các em rủ nhóm khoảng 10 bạn trở lại là dạy được không em. Nếu như mà 10 bạn cái nhóm mà 10 bạn đông á là thầy sẽ tới chỗ các em, đó là nhà em nào rộng rộng tí mà có internet á là mình cao mạng internet qua cái tivi mấy em. Còn thầy sẽ chiếu trực tiếp qua cái tivi đó. Rồi các em học là hỏi thoải mái, hỏi bình thường giống như trên lớp vậy đó, được chưa nè. Rồi như vậy thì khi em nào mà muốn đăng ký với thầy thì các em nhớ là ở trong đề cương nó có số điện thoại của thầy, được chưa nè. Nhớ cái đề cương nào mà thầy dạy á là thầy có đăng đề cương lên nha, đó thầy đăng đề cương lên cho các em lấy về, trong đó có số điện thoại, có mail liên hệ với thầy, được chưa nè. Rồi như vậy nha các em ha.